Cho nên kỳ này rất là nhớ. Khi mình bấm vào trang admin, nó vô thẳng luôn trang admin ha. Đó, ví dụ như người ta gõ tên domain trang web xong người ta duyệt admin, cái nó vô thẳng luôn vậy thì ai cũng có thể vô. Thì bây giờ mình sẽ làm cái thao tác là kiểm tra coi cái tài khoản nào đang đăng nhập, nếu nó là tài khoản admin mới cho vô đây, còn không thì cho nó trở về cái form login logout, nó trở lại cái form login ha, hoặc là cho nó trở ngược ra ngoài trang chủ website luôn cũng được, đó tùy mình thôi. Đó là một cái nơi để cho admin đăng nhập. Rồi một nơi khác nữa là mai mốt mình làm cái trang trang chủ á, tức là cái bài lớp 5, các bạn lấy bài lớp 5 ra rồi các bạn sẽ làm cái chức năng là đăng ký đăng nhập trên bài lớp 5 đó. Bữa hôm mình có cái bài lớp 5 á, đây bài lớp 5, lớp 5 nè đó, thì mình sẽ làm cái phần đăng ký đăng nhập. Ví dụ như mình sửa hai cái menu này lại ha, đăng ký đăng nhập chẳng hạn, thì mình làm đăng ký đăng nhập. Đăng ký tức là một cái user bình thường đăng ký, thì nó chỉ cần đăng ký cái gì, các bạn suy nghĩ coi mình đã từng tương tác với website hay là cái app nào chưa, và mình thường người ta bắt mình đăng ký cái gì, ít nhất là cái email nha, ít nhất là email hoặc là cái username password, thì ba cái đó là cái ba cái bắt buộc. Còn những thông tin khác là có thể là từ từ mình cập nhật sau. Nếu bạn nào trải nghiệm website nhiều, app nhiều thì các bạn sẽ hiểu được cái cách mình làm cái đăng ký như thế nào. Nếu mà những cái gì nó bắt buộc mà nó ít á, thì mình sẽ làm insert into, nó cực kỳ nó dễ ha. Và khi mình tạo database mình phải chú ý cái chuyện đó, tức là thông tin của một user thì những cái thông tin nào là quan trọng thì các bạn nhớ ha, để lát mình tạo cái bảng trong database cho nó dễ, và khi mình lập trình thêm sửa xóa nó cũng dễ nữa. Cái việc mà cái dữ liệu nào nó quan trọng hơn dữ liệu nào cực kỳ quan trọng, các bạn phải nhớ chuyện đó. Rồi thì trước mắt thì mình sẽ làm cái bài lớp 7 trước, rồi xong cái mình lấy cái này mình làm cũng là bài lớp 7 luôn, nhưng mà làm đăng ký đăng nhập ở đây. Thì ở đây á có hai cái quyền đăng nhập, quyền thứ nhất là user bình thường đăng nhập vô để người ta mua hàng nhé, hoặc là người ta sửa thông tin của người ta, hoặc là người ta theo dõi đơn hàng. Những gì tôi ghi trên bảng là nó rất là ok, các bạn nên làm theo vậy. Thì nữa có nhiều chức năng khác mà tính sau. Rồi cái quyền thứ hai là quyền admin, ví dụ như admin không có vô duyệt admin mà người ta ở đây, người ta login vô chỗ này nữa là ok, người ta cũng đăng nhập vào login cũng được, đăng nhập vào admin cũng được ha. Rồi mình quay lại cái bài lớp 7, tôi cũng copy từ cái bài lớp 6 ra thôi để tôi code thêm cho cái bài lớp 7 này. Thì bài lớp 7 này mục tiêu của mình là khi mình click vô admin đừng có cho nó vô luôn, mà phải kiểm tra nó có phải là admin hay không thì nó mới cho vô cái trang quản trị này ha. Tức là những thứ ở trên đây nè nó chỉ hiển thị khi tài khoản đăng nhập là admin. Rồi thì trước tiên thì các bạn phải tạo database ha. Thì khi mình tạo database mình nhớ cái phần mà tôi vừa nói mới nãy là mình phải biết là cái thuộc tính nào nó quan trọng hơn thuộc tính nào, thuộc tính nào bắt buộc và không bắt buộc. Rồi bây giờ tôi nêu một cái bảng mới, làm tới đâu tạo database tới đó cũng được, chả sao hết. Cái bảng mới có tên là TBL shift gạch user. Rồi rồi tôi có một cái ID, các bạn chú ý đừng có màu mè, khóa chính cứ cho tôi chữ ID thường như vậy là ok, tại vì các bạn đang làm theo mà các bạn quên đổi cái nó lỗi rồi các mất mất thời gian của mình. Rồi các bạn chú ý khi mà khóa chính thì các bạn phải click vô cái chữ này nè, đó auto increment đó, click vô đây thì tự động ở đây nó chuyển cho mình là khóa chính, và cái này tức là tự động tăng ID, tự động tăng ha, mình không có lý ID, mình chỉ thêm mấy cái cột ở phía sau này thôi. Rồi một cái user thì chắc chắn là nó phải có name nè, đó name chắc chắn nó phải va cha nè, thì va cha name cái tên này có thể là 50 ký tự nè. Rồi mình có địa chỉ nè, đó mình cũng va cha luôn nè, mình cũng 50 ký tự luôn nè, hoặc là 100 ký tự nè, địa chỉ có thể dài hơn ha. Email nè, đó cũng va cha nè, email cũng cao nhất là 5 ký, 50 ký tự thôi. Rồi bây giờ mình còn gì nữa, mình còn username, password và vai trò nữa, thì mình cần ba cột nữa. Thì các bạn click vô đây cho tôi số 3, các bạn nhấn thực hiện ha, thì nó có thêm cho mình ba cột. Bắt đầu mình có user, user là username á các bạn, va cha ha. Thì ví dụ như username không thể nào quá 20 ký tự, không cho nhập nhiều ha.
Rồi password tôi cho thuộc tính là pass luôn các bạn. Rồi ở đây tôi cho là vacha luôn ha. Password tôi cũng cho khoảng 20 ký tự, tôi không cho nhiều. Ok ha. Rồi cái này là cái vai trò. Role là vai trò. Thì vai trò lúc này nó chỉ có hai giá trị thôi, không hoặc là một thôi. Cho nên các bạn chọn cái kiểu tiny in, tức là kiểu integer mà loại nhỏ nhất á, loại tí hon. Tiny là tí hon. Thì cái loại này nó chỉ có giá trị từ 1 cho tới 9 thôi. Và nó một ký tự thôi. Thì bây giờ mình chỉ cần nhớ là chỗ này chỉ là 0 và 1 thôi. Và mặc định nếu mà đăng ký tài khoản bình thường nó không set quyền admin thì mình cho cái giá trị default là 0. Đó, thì tất cả những tài khoản đăng ký vô cái table này đều là user bình thường, ngoại trừ admin nó set cho cái giá trị của cái cột này là 1 thì lúc đó là quyền admin ha. Thì quyền admin có thể là 1 quyền, 2 quyền, 3 quyền tùy, hoặc là có đóng quyền, hoặc là mai mốt các bạn học nâng cao lên tí xíu nữa, tức là module này tôi cho bạn này quản lý, module kia tôi cho bạn kia quản lý, module nọ tôi cho bạn kia quản lý, thì lúc đó mình có thêm một cái quyền nữa. Thì quyền đó là quyền mod á, thường là cái gì đó quản lý một vùng nào đó đó ha. Thì ví dụ như mai mốt mà shipping card của mình phân quyền là ừ, người này quản lý về sản phẩm, người này quản lý về đơn hàng, thì người ta đăng nhập quá nên ta chỉ thấy cái phần đó thôi, không thấy phần khác, các bạn hiểu không? Thì lúc đó mình sẽ thêm một quyền nữa, thí dụ như là có giá trị là số 2 thì là quyền phân vùng, ví dụ như vậy, hiểu không? Nhưng mà trước mắt mình chỉ cần là hai quyền ở đây thôi, user và admin thôi ha. Tại web mình có mấy menu thôi. Rồi ok, bước tiếp theo thì các bạn phải chú ý là mình phải xác định được cái cột nào, cái trường nào là bắt buộc và cái cột nào, cái trường nào là không bắt buộc. Bắt buộc bữa nãy tôi nói rồi, email chắc chắn là phải bắt buộc ha, phải bắt buộc có email. Thì lúc này mình để đây. Rồi username, password, tức là ba cái cột này nè, nó phải là bắt buộc, hình hiểu không? Còn cái name với cái địa chỉ hoặc là những thông tin khác có thể cập nhật sau cũng được, chả sao hết. Khi mà đăng ký một tài khoản nào đó mà bắt người ta làm nhiều quá, người ta sẽ chán, người ta không vô đâu, ta bỏ luôn, ta lười nha. Rồi thì ở đây mình có thể là để là null. Ví dụ như với những cái field mà nó có giá trị là số integer này nọ đó, integer plot double thì mình default cho nó là 0. Còn với những cái cột mà nó là chuỗi thì mình default cho nó là null. Tức là nó chấp nhận null trong cái việc thao tác là insert into nha. Rồi mình cho quỹ này null luôn, tức là name và email nó có thể là null, name và địa chỉ ha, còn email là phải bắt buộc có. Username, pass, nếu mà email mà không có cũng được nữa, nhưng mà với điều kiện là cái tài khoản này nó đặt hàng thì nó sẽ không nhận được đơn hàng, hiểu không? Cái email này để nhận đơn hàng thôi, giống vậy đó, để mai mốt mình làm đơn hàng thì sau khi người ta thanh toán thì mình gửi đơn hàng qua email là điều đầu tiên ha. Rồi tôi để luôn luôn, để một lát tôi nhập, chỉ nhập username password thôi cho nó nhanh ha. Rồi ok, tôi ghi lại. Rồi bây giờ tôi chèn dữ liệu thử, tôi chèn hai cái tài khoản, một là user với một là admin luôn ha. Tôi chèn thử trước, còn cái việc các bạn làm thêm sửa xóa cho cái bảng này các bạn phải về các bạn làm theo, làm thử đi, rồi sai cái gì các bạn sẽ hỏi ha. Rồi mấy cái này luôn tôi không cần nhập, tôi nhập cái này thôi nè. Tôi nhập admin, tôi nhập password là 1, 2, 3, ví dụ như vậy. Rồi cái admin thì cái role này tôi cho giá trị là số 1, ví dụ như vậy ha. Cái việc thêm sửa xóa cái tài khoản này mình phải tự làm trong trang admin á. Còn này mình đang làm demo để làm login logout thì cái phần data mẫu này mình nhập trực tiếp trong biên admin này được ha. Rồi tôi ghi nhận đó. Rồi bắt đầu tôi chèn tiếp một cái tài khoản là gọi là user đi đó. Tài khoản này là tài khoản user ha, password là 456. Rồi tài khoản user cho nên cái role này là bằng 0. Để một lát tôi thử hai cái tài khoản này ha, trong cái phần là form login của admin, anh hiểu không? Rồi bây giờ data bay là mình đã sẵn sàng rồi đó, thì bây giờ bắt đầu mình làm cái login logout cho trang admin, anh hiểu không các bạn ơi? Tiếp ha. Rồi mình trở lại cái trang của mình nè. Ví dụ như khi mà log vô cái trang admin thì mình phải kiểm tra cái tài khoản đó, nếu mà role bằng 1, tức là này nè, nếu nó bằng 1
thì mới cho vô cái trang này, còn không thì nó trở ra trang login ha. Thì bây giờ mình làm trang login trước nè. Trang login lúc này của mình á, nó là một cái trang độc lập, nó giống như trang index vậy đó, nó không liên quan gì trang 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 nó không liên quan gì tới việc là controller này cả ha. Nó là một cái trang độc lập, nó không dính dáng gì hết. Thì mình sẽ tạo một cái trang login trong cái thư mục admin này luôn đó, mình để là login. New một file login ha, tôi làm lại login.bb. Rồi cái trang này là trang, chỉ là trang login thôi các bạn. Rồi ví dụ như đây là trang login ha, login admin ví dụ như vậy. Rồi trong trang login thì đơn giản thôi, nó chỉ có cái form và hai cái input mà thôi ha. Thì mình có thể copy cái form ra từ bên đây qua đó, copy nguyên đám này qua khỏi viết lại mất công. Rồi cái trang login này nó muốn lấy cái CSS này á, thì nó chọn tới cái link. Lúc này trang CSS này nằm đâu? Nó nằm ở trong cái view nha. Trang login hiện tại là nó tồn tại song song với trang index, các bạn hiểu không? Rồi login ha. Đó, thằng này nó có canh giữa chứ ta, biết lâu quá quên tại sao nó không canh giữa, tại sao nó không canh giữa. Rồi kệ đi, thì bây giờ mình mới có trang login thôi, thì mình chạy trang login thử coi nó ổn chưa cái nào. Login đâu, login trong trang admin, login.bb ha. Tôi có lấy lộn thư mục lớp nào không ta? Là lấy cái lớp 06 đi làm, mình là lớp 09 rồi chạy lớp 09 ha. Rồi để tôi đợi tôi xíu, tôi copy bên đây qua lớp 06, copy cái file login qua ha. Rồi nó báo là không có cái trang đó tồn tại, là mình hiểu là mình lộn thư mục rồi. Cái này nằm trong admin. Rồi tức là trang login chỉ là cái form login thôi, nó chả có gì đó đâu. Rồi bây giờ mình chỉ cần là cho nó là username password này nọ nữa là ok ha. Rồi hiện tại mình mới có một cái username thôi, username. Rồi password. Rồi thì bây giờ trang login này là trang tồn tại độc lập, nó liên quan gì những trang mình đã lập trình. Vì vậy cho nên mình có thể là cho nó action cái bản thân của nó luôn ha, mình có thể làm trực tiếp trên cái trang này luôn, hình dung không? Thì lúc này là mình để đây là chữ đăng nhập ha. Rồi ở đây mình để đăng nhập luôn. Rồi bây giờ tự action bản thân nó thì mình gõ cái gì nhớ không? Lâu quá lâu rồi nè, 2 tuần chưa học lại nè. Đọc cho tôi cái hàm này coi. Còn nhớ không? Đọc đi. Trong đây là gì? Đó. Các bạn phải cho mình một cái chiêu để mình nhớ mấy cái từ này, chứ mình khó nhớ lắm ha. Tức là làm việc với backend, tức là nó phải truy cập tới server. Mình đang lập trình BSD ha, và chữ này là chữ Selty đó. Tức là nó tự action lại bản thân của nó. Rồi, thì cái này mình đăng nhập và mình có hai cái username password này. Cái cách mình kiểm tra login á, thì mình lấy hai cái thông tin này về nè, rồi mình so sánh với database
coi coi trong đây này nó có tồn tại không. Nếu nó còn tồn tại mà cái role nó vừa là một thì mình mới cho nó vô admin, đúng không? Thì bây giờ nè, nó action là bản thân của nó thì chắc chắn là ở trên đầu cái trang này nè, nó phải là cái code PHP của mình đó. Thì để quản lý tài khoản, để biết tài khoản đó là cái gì thì mình phải lưu trên session, và chắc chắn mình phải có một cái session star nằm đây trước ha. Làm gì làm session star phải nằm đầu tiên, nhớ. Rồi sau đó là OB star luôn, tại vì thế nào mình cũng sử dụng cái header rồi, cho nên mình viết luôn hai cái này liên tục và để đó đi. Rồi giờ làm cái gì? Mình kiểm tra, bây giờ trở lại cái bài số 4 rồi nè, kiểm tra coi cái nút đăng nhập này có được click và đã tồn tại hay chưa. Thì các bạn nếu học thuộc lòng ha, hai cái ngoặc tròn đó, mình viết cái khung, mình viết cái frame, rồi sau đó mình hả bắt đầu mình viết cái code vô. Nếu mà tồn tại nè, reset ship $ ship gạch cái gì ta, bot ha. Cái form mình có bot chưa? Có rồi. Rồi mình lấy cái gì xuống, đăng nhập. Nếu mà cái nút đăng nhập này đã tồn tại ha. Rồi tiếp theo là nó đúng, tức là nó được click, copy path vào đây. Thì bắt đầu mình lấy dữ liệu về, user lấy user về. Cái này các bạn mất thời gian, các bạn ngồi gõ thôi và kiểm tra tư duy logic mình tí xíu. Ở đó giờ mình đã không rồi, bây giờ mình kiểm tra tư duy logic mình xíu coi mình còn nhạy bén hay không ha. Rồi mình lấy hai giá trị này về rồi, bây giờ tiếp theo mình làm gì? Mình mới lấy cái này mình so sánh trong database. Thì để so sánh trong database mình làm gì? Có phải là mình select sound from where không? Đó ha. Thì nó liên quan tới select from where, thì bắt đầu mình sử dụng tới model ha. Thì model ở đây là mình sử dụng đầu tiên là gì? Include cái database vô, model sweep đang ở trong admin mà muốn truy cập ra cái cấp cha thì chấm chấm sweep, hai dấu chấm ha, hai dấu chấm là truy xuất ra cái cấp cha nó. Thì cái này là connect db hả, chấm biệt bì không biết đúng không nữa, connect db đúng rồi ha. Rồi tiếp theo mình làm gì? Mình đang tương tác với bản user, mình sẽ tương tác với bản user thì chắc chắn ở trong cái model này phải có thêm một cái file dành cho user ha. Đó thì cái file user này nó có số cột nhiều hơn cái danh mục tí xíu, nhưng mình cũng có thể lấy cái này để bắt đầu mình sửa thành cái user ha. Thì bước đầu tiên các bạn create nó thành một cái file mới, thì cái file này mình đặt tên là user. Rồi cái file user này thì mình đóng lại mấy cái này, từ từ mình sử dụng cái nào copy cái đó ra, hiểu không? Bây giờ mình cần cái gì? Mình cần một cái hàm mà nó select where thì nó cũng tương đương với cái hàm select. Thì cái nào là select đó, mình copy phần đó ra. Select đâu à? Select là hai này nè, cái này lấy tất cả nè, cái này lấy một nè. Rồi mình mở cái này lên, rồi mình thay thế cái gì? Ví dụ như mình cần cái hàm là check user ha. Rồi khi mình check user thì chắc chắn mình phải lấy cái input đó là gì? Một cái username, một cái password. Biến này có thể khác so với biến nãy giờ mình đang làm, nhưng mà mình đặt giống cho dễ nhớ chứ gì trên ha. Rồi nó kết nối database, nó thực thi câu lệnh, thì lúc này cái này là table user. Rồi mình chỉ cần viết là where user bằng với cái gì, bằng với một cái biến nào đó, and path bằng gì, bằng với một cái biến nào đó. Rồi biến nào đó là biến nào đó, biến nào đó là biến này nè, đem này xuống nè, nhảy đôi chấm chấm nhảy đôi đưa vô đây đó, biến nào đó là biến nào đó là này nè, nhảy đôi chấm chấm nhảy đôi đưa vô đây
Đấy ha, tức là nó thực hiện câu lệnh select nhưng mà với hai điều kiện user và password có trước. Rồi bắt đầu thực thi rồi mới trả về kết quả. Và lúc này mình trả về cái gì ạ? À? Bây giờ mình kiểm tra cái gì để trả về cái gì? Ví dụ như lúc này là mình sẽ lấy được là hoặc là cái role bằng 1 hoặc là cái role bằng 0 á. Ha? Thì bây giờ mình chỉ cần là cái gì? Trả về cái role thôi. Đó, bữa hôm học mãn kỹ là cái gì để mình biết là mình truy cập cái gì á. Do mình biết rằng select cái này nè, nó sẽ trả về một kết quả duy nhất thôi. Nếu có thì nó sẽ trả về vị trí là 0, nhưng mà mình sẽ lấy cái giá trị role ra nha. Thì lúc này nó sẽ trả về một con số là con số 0 hoặc là con số 1. Thì lúc này mình trở về cái phần login của mình. Sau khi mình đã lấy dữ liệu input về rồi thì mình gọi hàm. Đó. Và cái hàm này hàm return, tức là nó phải trả về giá trị. Thì lúc này mình phải có một cái giá trị. Giá trị lúc này của mình là role nè, bằng nè, nguyên cái hàm này nè. Hình dung không? Thì lúc này mình mới kiểm tra. Đó. Mình mới kiểm tra. Không, chưa kiểm tra. Mình có cái này rồi thì bắt đầu mình ghi nhận cái này lên session nha. Thì mình sẽ tạo một cái session role. Đó, một session role ha. Mình sẽ bằng với cái role này. Đó, lúc này là trên session nó có rồi nè. Thì bây giờ mình mới kiểm tra nếu mà cái role này nè nó bằng 1. Đó, thì mình đi đâu? Đi vô admin ha, thì mình hit the location, chuyển trang á. Vô trang admin ha. Admin lúc này của mình là index.php. Ví dụ như vậy. Còn ngược lại thì nó vẫn ở trang này ha. Ngược lại nó vẫn là trang login. Đó. Trang login và trang index nó đang là hai trang tồn tại song song ở trong thư mục admin ha. Tồn tại song song trong thư mục admin. Đó, mình chuyển qua chuyển lại. Rồi. Bây giờ mình thử ha. Mình thử coi nó báo lỗi cái gì. Bây giờ mình log in luôn chứ quên. Tại vì mình chưa ràng buộc điều kiện ở trang index, cho nên mình chạy luôn thẳng trực tiếp cái file admin ha. Rồi, admin nó có username password nè. Mình lấy tôi nhập cái này nè. Tôi nhập 123 gì đó. Password là nhiêu? 456 chứ quên. Rồi đăng nhập. Thì nó vẫn trở về trang này, tức là nó không có vô trang admin. Rồi ví dụ tôi cho là admin 123 thì nó chạy vô đây. Các bạn hiểu không? Tức là ngay chỗ này nè. Đó, ngay chỗ này nè. Mình hình dung ngay chỗ này nè. Nó đã chạy được vô trang admin hoặc là vô trang login rồi đó. Tới đây được chưa? Rồi các bạn xử lý tiếp nè. Ví dụ như là nó không có tài khoản trong database. Tôi nhập đại đi. Thì nó cũng ra đây thôi ha. Đó. Hình dung không? Thì bây giờ để biết được là nó có tương tác hay không thì các bạn thông báo ra. Nghĩa là ngay cái chỗ L này nè các bạn. Các bạn thêm một cái biến là cái biến thông báo lỗi ha. Rồi xong mình hả chuyển trang. Bây giờ thay vì mình chuyển trang, mình sẽ không chuyển trang. Tại vì cái trang mình đang xử lý nè, nó đang trang login luôn. Thì mình không cần chuyển trang cũng được. Và mình chỉ cần thông báo cái lỗi thôi. Thì lúc này cho một cái test lỗi chẳng hạn. Đó, error ha. Test error. Username password không tồn tại. Username hoặc password không tồn tại. Rồi, mình muốn nó xuất hiện ở đâu?
thì mình chỉ cần echo nó ra chỗ đó thôi, tức là nó muốn xuất hiện ở ngay ở phía dưới này nè, phía dưới cái form này nè ha. Thì mình cho nó là một cái thẻ ở đây BHB. Thì mình muốn echo cái gì đó thì mình phải kiểm tra nếu mà cái biến nó tồn tại ha, thì set cái biến mình vừa khai báo á, nếu cái biến nó tồn tại và nó khác rỗng, và nó khác rỗng thì mình mới echo nó ra đó. Tại vì lần đầu tiên mà mình chạy á thì nó không có thấy cái biến đó là cái gì đâu, mà nó cũng biết là biến nó có tồn tại không đâu, cho nên mình kiểm tra nó tồn tại thì mình mới echo, và nó khác không mình mới echo nha. Chứ nó không tồn tại khỏi echo. Nó không tồn tại là trường hợp nào? Trường hợp này nè, trường hợp lần đầu tiên chạy nè, mà khi mà mình chạy xong nè đó, thì lúc này nó mới nó mới có, thì nó mới show ra. Rồi lúc này thì cái kết quả trả về là nó không có gì trơn rồi á, thì bắt đầu mình gần buộc tiếp ngay cái chỗ này nữa nè. Ví dụ như chỗ này mình phải cho màu đỏ, thông báo cho màu đỏ, thì mình sẽ cho là cái thẻ HTML là gì để gán nó màu đỏ ta. Có ai còn nhớ không? Alo. Form color grid. Đó là nó màu đỏ ha. Đấy. Rồi, mới nãy thông báo chỗ này nè, là nói cái mảng trả về á nó không có giá trị hàng 36. Thì mình lên hàng 36. Cái gì vậy? Cái gì vậy? Hàng 36 trong user. À, hàng 36 trong user. Đây. Nó nói là cái khi mà mình có username password mà nó không tồn tại á, thì cái mảng này nó không có giá trị. Thì lúc này mình phải kiểm tra nhẹ cái mảng này. Nếu cái mảng này lớn hơn không thì mới return ra cái này ha. If cái mảng này nè mình cao, mình cao cái mảng này, nếu mà nó lớn hơn không thì mình mới trả về cái giá trị kiểu này, còn ngược lại thì mình trả về không. Đó, mình cứ chạy rồi mình thấy lỗi mình sẽ fix. Tức là ở cái trường hợp là tài khoản đó không có trong database thì cái kết quả trả về này nè nó không có gì hết á, nó không có gì hết thì nó lấy cái chỉ mục ra, nó không chịu lấy chỉ mục, nó không chịu ha. Cho nên mình kiểm tra nếu mà nó lớn hơn không mình mới lấy chỉ mục này ra, còn không thôi mình trả về giá trị không sau khi mà tìm kiếm cái tài khoản không có trong database, hình dung không? Rồi thì lúc này mà mình đăng nhập lại thử nè, mà nhập tào lao á, đó nó thông báo đỏ nha. Rồi, admin 123 đăng nhập vô. Ok ha. Rồi, thêm một cái kiểm tra nữa các bạn phải làm. Ví dụ như người ta biết cái trang admin của mình là đường dẫn này, người ta enter, người ta vô thẳng luôn làm sao nha. Thì ngay cái chỗ trang admin đó đó, cái phần index đó đó, các bạn phải kiểm tra cái session. Tại vì login này nè, mình đã ghi cái session login role có giá trị trên đó rồi. Thì bây giờ ngay cái trang index này nè, mình kiểm tra một lần nữa. Nếu mà cái session role á, nó có tồn tại và nó bằng 1, hình dung không? Nếu iset session, session này là session role, role đó, nó tồn tại và nó bằng 1, phải là bằng 1 ha, tại vì mình quy định ha, mình quy định cái role này bằng 1 thì mình mới cho nó đăng nhập vào hệ thống này. Tức là tất cả những cái code không gà mình viết nó sẽ nằm trong cái if ha, tất cả luôn, tất cả luôn nó nằm trong cái if ha, tất cả luôn ha. Tức là khi mà người ta vô cái trang admin, session khởi động lên, khởi tạo lên và kiểm tra giá trị role trong session liền, nếu tồn tại và bằng 1
thì bắt đầu mới cho vô đây, còn không thì sao, cho nó chạy ngược lại cho admin nha. L cho nó chạy ngược qua cho admin, header chẳng login chứ quên, header location 2.login.bnb. Đó, tức là mình ràng buộc nãy giờ tới hai cấp rồi đó. Cấp ở ngoài là cái form login, cấp thứ hai là vô trang index kiểm tra user cực kỳ kỹ nha. Rồi bây giờ ví dụ như là tôi enter thì mới nãy do tôi đăng nhập cái session rồi và nó bằng một cái gì rồi đó, thì bây giờ tôi thêm cái phần log out nữa ngay cái menu đó để tôi thoát khỏi cái tài khoản admin ha. Rồi header tôi thêm một cái menu nữa, copy paste ra, copy. Rồi cái này là thoát. Rồi cái này là mình cho là thoát chẳng hạn. Thì khi click vô đây các bạn phải vô controller, các bạn cho một cái cây là thoát. Rồi ngay chỗ này nè, các bạn cho tôi một cái cây là thoát, copy đem xuống. Rồi các bạn gõ chữ thoát ở đây, ở chữ ngoài kia chấm hỏi bằng cái gì để đây y chang vậy ha. Rồi khi mà thoát thì mình làm cái gì, mình xóa cái session mình đang lưu ha, thì là unset. Đó, unset $shipped session. Session mình đang lưu để mình kiểm tra tài khoản admin nó là run. Đó. Unset cái này là xong. Thì nó ngắt ra luôn. Và nó trở về, nó trở về admin, nó trở về login. Em đem nguyên này lên, em lên trên. Đó. Khi thoát thì xóa session và trở về admin. Ví dụ mình xóa thư khơi vậy cũng được nữa. Còn nếu mình kỹ á, mình kiểm tra nếu quỹ này nó có tồn tại mình xóa ha. Nếu thằng này nó có tồn tại thì mình xóa. Tồn tại là reset. Đó. Tức là mình làm tới đâu nó cẩn thận tới đó, chỉnh chu tới đó. Nếu có tồn tại thì mình mới xóa, còn không tồn tại thôi. Và sau khi xóa xong chuyển về cái form login luôn. Hình dung không? Rồi, thì lúc này mình sẽ enter lại nè. Nó có nút thoát nè. Bây giờ click vô nút thoát nè. Nó trở về trang login lại. Rồi bây giờ mình đăng nhập thàm thàm nè. Đó, báo lỗi nè. Đăng nhập đúng nè. Admin nè. 123 nè. Vô nè. Thoát nè. Bây giờ ví dụ như người ta mò ra được cái trang là trang admin của mình. Đó, người ta enter nó cũng không vô. Hiểu không? Do mình kiểm tra cái phần này từ đầu session luôn, mình kiểm tra luôn. Cái quyền admin có phải là đang đăng nhập hay không? Nếu đang đăng nhập thì mới cho vô, còn không thì thôi mình cho nó thoát ra khỏi trang và vô lại cái phần login. Đó, người ta mò ra trái admin, người ta cũng vô không làm được gì trong đó chứ. Mình kiểm tra rồi, nếu là admin mới cho vô. Rồi, nắm kịp không? Tình hình rất là tình hình. Rồi, làm được cái này thì chắc chắn các bạn làm được cái giao diện ở bên ngoài ha. Giao diện bên ngoài thì mình làm cái phần đăng ký nè, làm đăng nhập nè, làm thoát nè, làm cái phần thông tin cá nhân nè, làm quản lý đơn hàng nè, mới mốt làm đơn hàng xong là quản lý đơn hàng nè. Rồi có nút thoát nè, nút thoát là đi trang, nút thoát trong cái admin thôi. Đấy. Nha. Rồi và bây giờ chúng ta sẽ làm cái mục đăng ký đăng nhập ở ngoài trang user ha. Thì ở đây mình có sẵn hai cái trang đăng ký và đăng nhập như thế này. Thì ở vị trí mà trang user này thì cái phần đăng nhập này mình có thể là xét được hai cái đối tượng để đăng nhập. Ví dụ như khi người ta đăng nhập với tài khoản admin thì mình cũng cho luôn vô cái phần trang admin. Còn không thì mình chỉ cần ghi nhận là trang user với ai đăng nhập là được rồi.
để người ta lấy thông tin để người ta đặt hàng sau này ha. Thì bây giờ mình kiểm tra phần đăng nhập trước. Thì để kiểm tra phần đăng nhập trước thì các bạn mở cái file đăng nhập lên ha. Thì với cái file đăng nhập này thì cái form này các bạn cho action tới một cái trạng thái, một cái hành động là login ha. Thì với cái hành động action này thì các bạn cho tôi một cái key là login. Thì cái key login này nó phải nằm trong index này ha. Rồi, các bạn cho tôi một cái key login. Đó, thì cái login này thì các bạn sẽ làm cái gì ạ? Thì ngay cái chỗ login này các bạn chắc chắn là các bạn phải lấy cái thông số, lấy cái biến giá trị của đăng nhập về ha. Rồi, đăng nhập nè, login nè ha. Thì mình lấy cái user và cái password của cái form này về. Đó. Với cái form này thì các bạn sẽ thấy là mình có một cái nút submit ha, rồi action vô đây ha, và lấy được hai cái này. Thì cái button này nó tên gì thì các bạn cho tôi một cái name. Name bằng login các bạn ha. Đó. Thì với cái name login này thì các bạn sẽ kiểm tra coi cái nút này nó có tồn tại hay không và được lấy hay không, thì lúc này mình mới lấy được cái name của user và password về ha. Rồi, chúng ta sẽ lấy trực tiếp ngay chỗ này. Rồi các bạn cho tôi một cái if. Rồi, đây là một cái phương thức post của form, thì chúng ta kiểm tra coi nếu mà cái login này á, đó, reset. Nếu mà cái login này login ha. Rồi, nếu mà cái login này mà nó có tồn tại và đó, và nó đúng, đúng tức là nó được click á ha. Rồi. Ok. Cái này mình làm rất là nhiều lần các bạn ha, mình phải chú ý, tức là mình muốn làm gì đó mình phải kiểm tra. Rồi sau khi mà chúng ta đã kiểm tra được cái lúc in này nó có tồn tại và được click rồi đó, thì bây giờ các bạn lấy cái username và password về. Rồi với cái username thì các bạn cũng lấy theo phương thức post. Form là các bạn dùng phương thức post ha. Rồi username thì ở đây tôi đặt tên là user, thì tôi lấy user. Tiếp tục chúng ta lấy cái password. Rồi cái phần này thì các bạn làm gần giống như cái phần admin ha, đăng nhập admin đó, nhưng mà bây giờ mình có hai cái trạng thái, hai cái trường hợp xảy ra là cái user password đó là tài khoản admin hay là tài khoản user thường. Rồi ok, thì mình đã lấy được hai cái này về rồi, thì các bạn làm sao nữa à? Các bạn sử dụng cái hàm check user trong model các bạn. Thì cái bài này bữa trước mình đã làm cái phần này rồi nè. Đó, thì check user này mình check cái này mà nó trả về một cái số, nếu đó là số 1 thì là admin, nếu là số 0 là user ha. Rồi chúng ta lấy nguyên cái hàm này luôn. Rồi nguyên cái hàm này chúng ta để đây. Này, hàm này hàm trả về giá trị, cho nên mình ghi nhận đó là role. Ví dụ như vậy, vai trò của mình là cái gì đó. Nếu mà cái này bằng user ha, nếu mà cái role này bằng 1 nè, nếu cái role này bằng 1 thì chúng ta cho về cái trang admin, còn ngược lại chúng ta ghi nhận trên session ha. Đó, ghi nhận trên session thì mình ghi nhận cái gì? Mình ghi nhận cái ID, cái user, cái password. Rồi thì lúc này á, thay vì mình sử dụng cái hàm này thì mình có thể là sử dụng nó trả về kết quả luôn, để mình lấy cái user ID, mình lấy cái ID và username và password mình lưu trên session để mà ra cái trang chủ ngay chỗ này nè các bạn, mình sẽ thay thế là cái username đã đăng nhập. Các bạn hiểu không? Thì lúc này mình không sử dụng cái hàm này mà mình sử dụng cái hàm là select ha. Thì mình sửa lại cái này một tí xíu, tức là mình sẽ nhân bản cái này ra. Nhân bản cái này ra và các bạn để cho tôi cái này là không phải get user mà mình là get ha. Get info đó. Get user info đi. Đó, get user info y chang vậy, nhưng mà mình sẽ không có return ra cái này mà mình return ra cái kết quả. Đó, mình return ra KQ ha. Thì với cái KQ này á thì mình sẽ lấy ra được những cái ID, user, password. Rồi, chúng ta sẽ trở lại cái trang này và chúng ta cho nó là get user info. Và lúc này chúng ta không phải là để chữ role mà chúng ta để cái kết quả ha. Thì cái kết quả này thì nếu mà role bằng 1 thì chúng ta sẽ kiểm tra như thế này. Chúng ta sẽ KQ ha. Và đây là cái vị trí số 0, tức là
với tài khoản, với bảng user, thì mỗi tài khoản username password nó chỉ có tồn tại một user thôi, thì chúng ta lấy là không. Rồi chúng ta lấy tiếp tục là role. Đó thì cái này là một cách khác để mình kiểm tra nó là user thường hay là nó là admin. Thì với role này bằng không thì chúng ta cho nó chạy về cái admin, thì cái admin lúc này nó sẽ nằm ở cái thư mục admin về index các bạn ha. Thì đương nhiên là chúng ta sẽ cũng ghi nhận luôn, cũng ghi nhận cái role ha, ghi nhận cái role tức là sử dụng session. Thì chúng ta sẽ session star đây ở trên đầu trang của trang index, session star ha. Đấy rồi chúng ta cũng ob star luôn các bạn, ob star luôn. Rồi khi session star có rồi thì lúc này chúng ta ghi nhận nè, ghi nhận một biến session role. Đấy, ghi nhận một biến session role. Thì session role lúc này á, chúng ta sẽ ghi nhận bằng cái biến này à, ha. Hoặc là các bạn sẽ cho tôi một cái biến role à, bằng với cái này. Rồi xong mình lấy cái role này mình đi so sánh, và mình lấy cái role này mình gán cho cái session. Đó ha. Rồi sau khi gán cho session xong á, thì các bạn sẽ header, tức là cho nó chuyển trang, nó chuyển trang về cái trang admin location ha. 2 chấm à, mình đang trang index thì mình muốn vô trang admin thì có thể là admin ha, admin suyệt index chấm bxb, tức là mình đã chắc chắn nó là quyền admin rồi thì mình cho vô trang quản trị thôi. Nếu mà nó không phải là quyền admin thì chúng ta cũng có thể là ghi nhận ha, ghi nhận một cái chúng ta khởi tạo một cái mảng đi để mình lưu trữ cái KQ này. Thì KQ này lúc này nó là cái mảng, thì cái mảng này mình ghi nhận vô cái session luôn. Hoặc là các bạn chỉ cần là session vẫn ghi nhận y chang vậy, nhưng mà mình sẽ ghi nhận thêm ha, ghi nhận thêm gì, ghi nhận thêm cái username và password luôn. Đó, username thôi, khỏi password ha. User, user này thì chúng ta sẽ lấy trực tiếp từ cái này nè. Đó. Đó, cái này là user. Session user là bằng kết quả user. Đó ha. Rồi, thì khi này thì chúng ta đã đăng nhập được rồi thì chúng ta sẽ cho nó include. Include. Đây. Chúng ta sẽ cho ở đây, tức là ghi nhận vào session xong thì chúng ta sẽ gọi lại cái trang index ha. Thì lúc này là index.php. Thì khi mà gọi lại trang index.php á, không, chúng ta header luôn. Đó, header để nó load lại trang các bạn. Load lại trang thì session nó mới hiểu ha. Thì bây giờ sau khi mà load lại trang thì chúng ta sẽ kiểm tra nếu mà cái ID nó có ha. Rồi chúng ta thêm một cái biến ID ngay chỗ này nữa, ID user luôn à, cái này là username luôn, ID user thì này là ID à, thì cái này là cái cột của cái bảng, của cái bảng user ha. Rồi chúng ta coi cái bảng user ha, ID nè, user nè. Rồi ID user. Rồi khi mà gọi lại cái trang index á, nghĩa là sao? Nghĩa là cái phần header của trang index nó sẽ kiểm tra cái phần header đâu đây à, thì nó sẽ kiểm tra nếu có tồn tại cái ID user thì nó sẽ show cái phần username lên. Rồi ngay cái header này các bạn, ngay header này, và các bạn vô cái phần menu, phần đăng ký đăng nhập nè, ngay chỗ này nè, thì các bạn kiểm tra nếu mà nó tồn tại, nếu tồn tại cái gì, nếu mà tồn tại cái session user. Đó, nếu mà tồn tại cái session user à, username. Đó, nếu tồn tại session username và à, session username nó khác rỗng and
khác rộng. Thì lúc này chúng ta sẽ show cái thông tin username ra. Còn ngược lại thì chúng ta show như bình thường ha, show hai cái menu này ra. Rồi các bạn để ý dấu ngoặc nhọn ha, ở trên đây L, rồi HTML bình thường, rồi tới đóng cái L ở trên đây lại. Đó, còn ở ngay chỗ này á, thì các bạn sẽ để cho tôi là echo. Chúng ta sẽ đưa cho một cái username xuất hiện một trong một cái LI như thế này. Đó. Thì lúc này chúng ta sẽ để cái chỗ đăng ký này nè thành cái username session. Chúng ta copy cái này xuống. Rồi, ngay chỗ này chúng ta nối chuỗi ha. Nháy đơn, chấm chấm và đưa cái username ra đây. Và chắc chắn khi click vô cái username này á, thì nó sẽ chạy tới cái trang gì ạ? Cái trang user info. À, anh hiểu không? Tức là đây là cái trang mà cái nó load lại cái form thông tin cá nhân của người ta ha. Và nếu người ta sửa thông tin mà người ta nhấn nút cập nhật thì cái phần thông tin user sẽ được cập nhật vào database. Rồi ok, chúng ta sẽ kiểm tra cái phần này trước ha. Ok, mình quay qua bên trang chủ một tí xíu. Rồi chúng ta đăng nhập ha. Nè các bạn, lúc này nó không có ID user hay là không có username gì cả, thì nó hiện cái hai menu này. Bây giờ chúng ta đăng nhập ha. Trong admin mình có, trong database mình đã có sẵn cái username password sẵn rồi nè. User là admin, pass là 123 nè. Thì các bạn nhập admin 123 thử ha. Admin 123. Rồi các bạn login. Rồi các bạn coi lại cái trang index thì chúng ta phải include. Đó. Chúng ta phải include database nè. Rồi chúng ta phải include cái user nè. Đó. Thì include data, connect database thì nó nằm trong model. Nó trong connect database ha. Thì các bạn đang ở admin, các bạn đang ở index thì các bạn vô là model duyệt connect db.bb. Rồi tương tự như vậy thì các bạn thay đổi ở cái phần include ở đây luôn. Thì các bạn chọn là file là user. Đó. Cái này là connect database, cái này là để sử dụng cái hàm get user info nè. Ha. Rồi ok, mình chạy lại tí xíu. Đăng nhập. Admin 123. Rồi các bạn chú ý cái form. Chú ý cái form đăng nhập ha. Cái form đăng nhập hiện tại nó là button thì các bạn sửa lại thành input giùm ha. Rồi. Cái này là value ha. Value bằng. Rồi ok. Thì đăng nhập lại. Rồi. Cái này các bạn cho tôi enter xuống ha. Rồi, admin 123. Đấy. Sao nó trở về login ta? Kiểm tra lại ha. Login nè. Index là login nè. Login thì bây giờ kiểm tra get user ron. Nếu ron mà bằng 1 thì trở về trang index. Ok. Khi trở về trang a à, nếu bằng 1 vô trang admin luôn. Rồi bây giờ mình kiểm tra lại nè. Đăng nhập admin 123. Rồi nó vô trang admin luôn. Thoát. Ok. Thì bây giờ mình trở lại trang web lại. Thì trang web này mình đăng nhập bằng cái tài khoản user ha. Ở đây mình có tài khoản user tên là HTTP456. Thì các bạn đăng nhập thử. Đăng nhập HTTP456. Login. Đó.
khi mà login mà ở đây nó hiển thị user như thế này là ok, nó đã login thành công rồi đó. Rồi bây giờ thì mình bổ sung thêm cái phần logout ngoài trang user. Thì các bạn vô cái phần header. Ngay cái phần header này, mới nãy mình đã có bổ sung cái phần là username rồi đó. Thì bây giờ mình thêm cái phần là li cho cái phần thoát là ok. Rồi, mình cho đây là thoát. Rồi, các bạn cho đây là thoát luôn. Hả? Thì ngay cái thoát này thì các bạn trở lại cái thằng index. Mình thêm vô một cái cây là thoát ha. Rồi, cái này là thoát. Rồi, với cây thoát này thì chắc chắn là các bạn sẽ chuyển về cái index. Và trước khi chuyển về index thì các bạn phải xóa cái session ha. Thì để xóa session thì các bạn sử dụng unset. Nếu các bạn cẩn thận thì các bạn sẽ kiểm tra coi cái biến nó có tồn tại hay không rồi mình xóa. Và bây giờ mình có bao nhiêu biến thì mình unset bấy nhiêu biến ha. Rồi, mình xóa cái role. Tương tự như vậy, xóa cái ID và cái user. Ví dụ như vậy. Đây, cái ID user và cái username. Ok ha, xóa hết thì bắt đầu mình trở về chân chủ lại. Các bạn coi ha. Mình F5. Rồi, đóng này lại đi. Rồi, mình nhấn thoát ha. Đấy, thì đăng nhập lại nè. Ví dụ như HTTP 456 thì các bạn vô. Đó. Ok, click vô đây thì nó ra cái trang này. Trang này mình chưa làm ha, từ từ mình làm. Rồi, mình thoát. Các bạn dùng không? Rồi, ok ha.